Xin thân mến kính chào tất cả mọi người. Hôm nay Tài phải bắt buộc thực hiện một video để quay lên mời mọi người cùng xem. Một dòng loa trép đến từ thương hiệu của Anh Quốc, từ hãng Fan, công suất chỉ 30W thôi. Mã sản phẩm CD131. Buổi ban đầu Tài nhập cái dòng sản phẩm này về để bán, Tài cũng không gọi là mặn mà về cái dòng này nhiều quá. Bởi vì từng đo lên những cái loa trép của hãng Fan có giá lên đến 13.500.000 đồng một cặp, cho nên nghe nó cũng quen theo cái lỗ tai. Nhưng thật sự hôm nay Tài bắt đầu đang phối ghép chuẩn bị cho mẫu loa cột Kolum Bass 20. Loa bass cũng đang nằm ở đây. Loa bass cũng rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Phải nói một câu là phải, ôi giời ơi. Nếu như nói mức độ để so sánh những dòng loa rời mà bên Tài đã từng kinh doanh là hãng P Audio của Thái Lan, thì so với hãng Fan này, cái độ hoàn thiện của hãng Fan rất là chi tiết, rất là đẹp. Và bên Tài cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho mẫu loa Kolum Bass 20, sử dụng hai loa Bass 20. Mạch phân tần cũng đã tính toán phân giải ra cho loa rồi. Và phải nói, đối với cái dòng loa trép này, với mức giá chỉ có 2.500.000 đồng một cặp, nhưng có một cái đáp tuyến rất bằng phẳng, rất đẹp, giải tần số cao lên đến 18 kHz. Và bên Tài cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đo cái đáp tiếng. Mời mọi người cùng xem. Đây, đo trép Tài đã kết nối vào họng kèn bằng nhôm. Đo trực tiếp mọi người nha, để đo luôn cái đáp tuyến và phân tích cùng với mọi người. Đây, micro Tài sẽ đặt ở vị trí này. Đó, hướng về phía lò trép. Và vẫn đo như thường lệ thôi, vẫn là sau cạc. Đây, phát trực tiếp sang một kênh của chiếc man. Đây, ngõ ra cái lò trép và phần mềm smart. Đây, chưa có mở bật để mở cái phần mềm lên đã. Rồi, mở men, đo trên kênh A này. Rồi, bắt đầu phát. Rồi, đây Tài mở cái mức âm lượng lên. Rồi, ok, mọi người thấy cái đáp tuyến tần số nè. Đây, Tài sẽ đặt chuột vào ngay điểm 0 dB. Rồi, ngay điểm 0 dB, xuống đến 996 Hz, xem như là 1 ký. Giải tần số thấp xuống được tới 1 ký. Và mọi người thấy một cái đáp tuyến nè. Cái này khi mà làm mạch phân tần á, thì phải hạ cái này xuống, hạ bớt. Đây là những cái giải chói, những giải 2 ký nè. Đó, đây là những cái giải chói và lên đến điểm này. Cái việc này khi làm mạch phân tần, bên Tài sẽ lại nâng cái điểm cao này lên, hạ cái này xuống, rất đơn giản thôi. Và đây, lên đến 18 ký luôn, 18 kHz, có hơi xuống dốc một tí xíu, nhưng khi làm mạch phân tần, Tài sẽ nâng cái điểm đó lên. Và với cái loa trép này, Tài muốn cho nó có một cái độ bền, thì Tài sẽ cắt ở điểm 2,5 ký. Đây, điểm này, loại bỏ đi phần này, bên trong lò trép sẽ cắt từ điểm 2,5 ký này, 2,5 ký, và sẽ giao thoa cùng với lò bát ở tại điểm 2,5 ký, cho cái dòng lò trép này sẽ được bền bỉ theo năm tháng, để đưa qua cái mạch phân tần. Sau khi mọi người xem là qua mạch phân tần đã cắt rồi và nâng những cái dải cao, đây mạch phân tần, lò bát nè. Đó, thiết kế nè,
Đó, dây ra cho hai lo bát nè. Đó, này phần của bát nè. Rồi trép cũng đã tính toán ra cái mạch cho em nó rồi. Rồi bây giờ Tài sẽ kết nối cái mạch phân tầng này vào lo trép, đo lên cho mọi người cùng xem luôn. Và bây giờ bên Tài đã kết nối lo trép vào mạch phân tầng. Đây ngõ ra lo trép nè, có chữ 2 nè. Đó, kết nối với lo trép. Ở đây tín hiệu từ men công suất qua mạch phân tầng. Và micro Tài cũng vẫn đặt tại một vị trí y như lúc nãy mọi người đã xem. Và mọi người xem cái đáp tuyến sau khi đưa qua mạch phân tầng, cắt và nắn cái độ dốc, rồi nâng cái dải cao lên. Hình ảnh này mọi người xem là hình ảnh lúc nãy Tài đo là lo trép chưa có qua mạch phân tầng. Tài có đánh chữ R nè, là cái file gốc. Bây giờ bắt đầu phát lại pin ngon. Đây là cái file bên Tài đã đo được. Và để giảm đi cái men để mọi người thấy rõ ràng nè. À, giảm men xuống nè. Rồi, nó xuống rồi ha. Rồi Tài phát bắt đầu phát cái tín hiệu pin noi lại. Mọi người sẽ thấy ở đây cái mức âm lượng của micro nó sẽ đo được. Cái bên dưới là cái tín hiệu gốc mọi người nha. Tín hiệu gốc của Smart phát ra để so sánh á. Rồi Tài sẽ phát lại âm lượng, mọi người sẽ thấy nó sẽ lên nè. Rồi, đặt đại cái hình đi để phân tích cùng với tất cả mọi người cho nó nhanh. Rồi, mọi người thấy không? Đây, những cái điểm dải cao bên Tài đã nâng nó lên rồi nè. Những cho nó bằng lại cái điểm này, thấy không? Đây, ví dụ như là 18kg nè. Đó, 18kg nè. Lên hết rồi, đẹp luôn rồi. Rồi, cái điểm cắt 2,5kg. Đây, điểm cắt ở ngay điểm này, 2,5kg. À, cái dải 2kg này thì Tài sẽ tính toán cho cái lo bát 20 nó hoạt động. Và nó sẽ giao thoa ở chỗ này. Nó sẽ cộng hưởng lại. Nó sẽ có một cái đáp tuyến đẹp. Và Tài sẽ có video quay sau khi phối ghép sau. Hôm nay chủ yếu là Tài hiển thị lên cho mọi người thấy được cái hình ảnh lo trép giá chỉ có 2.500.000 đồng, nhưng mà đáp tuyến quá đẹp. Còn vấn đề mà để test nhạc Tài hẹn vào video sau. Tài sẽ phối ghép vào bên trong vỏ thùng loa cột column. Rồi, mời mọi người nghe chắc âm. Còn hôm nay chủ yếu nói về dòng loa trép này. Đó, mọi người thấy nè, điểm cắt 2,5kg. Như thế này là quá đẹp rồi. Loa trép, mức giá như vậy mà được cái đáp tuyến như thế này là phải nói rất chi tiết và rất rõ ràng rồi. Phải nói hãng fan Tài đánh giá rất cao về cái thương hiệu cũng như là cái tuổi đời sản xuất của họ. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi video. Đến đây Tài xin tạm dừng và kết thúc video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin thân mến, chào, tạm biệt.